Các bác ơi, dạ dày trào ngược, các bác cứ ăn cái lá diếp cá này theo cách này cho em, nặng mấy cũng sẽ được cải thiện. Có bác nào đang bị vấn đề liên quan đến dạ dày rồi, các bác thay đổi tính nếp không? Lúc nào cũng cảm thấy bức bối, khó chịu, căng thẳng, không vừa ý một cái là cáu lên. Nhiều bác không tha thiết làm gì hay ăn uống làm gì cả, vì cứ ăn vào một chút lại đầy hơi, trướng bụng, bụng ấm ếch mãi không tiêu. Rồi công việc gia đình con cái cũng chẳng thiết tha gì. Bác nào đang khổ sở vì viêm loét, trào ngược dạ dày, đầy hơi, trướng bụng, nóng rát thượng vị, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, hay là ăn một chút vào là đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, dùng ngay cái rau diếp cá này cho em, bệnh sẽ thuyên giảm ngạc nhiên luôn. Ngoài ra, rau diếp cá này còn có thể điều trị chứng táo bón cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Nên nhà bác nào mà có con hay bị táo bón, các bác có thể thực hiện lá này ạ. Các bác hãy lưu ngay cái bài thuốc này về máy để khi nào cần thì có thể bỏ ra áp dụng ạ. Cách 1 là các bác có thể ăn sống. Bác nào mà không sợ mùi thì các bác có thể ăn sống luôn. Cách này đơn giản, nhanh gọn. Khi ăn sống thì các bác có thể hấp thu được cả chất xơ rất là tốt ạ. Cách thứ 2 là các bác giã nát, lọc lấy nước cốt uống, thêm một ít đường vào cho dễ uống ạ. Ngày các bác uống 2 lần, duy trì đều đặn hàng ngày thì tình trạng dạ dày, trào ngược dạ dày, nóng rát thượng vị, đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng sẽ được cải thiện. Em biết có nhiều bác không dùng được rau này, các bác rất là sợ mùi rau này luôn, thì các bác có thể tham khảo sang cái gói thảo mộc này ạ. Các bác chỉ việc về bỏ ra để uống, không cần xay giã gì cả, đỡ mất thời gian. Dùng gói thảo mộc này sẽ cải thiện được rất là nhiều vấn đề về trào ngược dạ dày, viêm loét đại tràng, hành tá tràng hay là xuất huyết dạ dày cũng sẽ được cải thiện ạ. Các bác hãy tham khảo ạ.